Xin chào cả nhà. Thì hôm nay mình cũng sẽ làm một cái video và mình cũng giao lưu chia sẻ với tất cả những anh chị, những người có cùng cái đam mê là chăn nuôi gà, cùng nhau kiếm tiền về cái nghề chăn nuôi. Thì cái video này thì em cũng chia sẻ và trả lời cái một cái bình luận của một cái bạn là có nhắn tin là mình muốn nuôi gà, muốn nuôi gà thả vườn ấy, nhưng mà vốn không có nhiều, cũng như là chưa biết về cái cách nuôi như thế nào. Thì bây giờ mình cũng sẽ làm một cái chia sẻ, mình chia sẻ thực tế nhất, chia sẻ từ đời thực nhất đến với bạn là cái cách để mình nuôi gà khi mình rất là ít vốn và cái tay nghề mình cũng không có. Thì đầu tiên đấy cả nhà, trong chăn nuôi nào cũng vậy, ngành nghề nào cũng vậy cả nhà, cái vốn rất là quan trọng. Còn về cái ngành chăn nuôi gà này cả nhà, cái vốn con giống nó rất là thấp, nó rất là dễ, nó chiếm chỉ tầm 20% thôi, nhưng mà cái vốn chân, cái vốn nguồn thức ăn cả nhà, mới là cái nặng nề nhất, nó chiếm đến 70%, 70% của tổng số tiền mình phải đầu tư cho một đoàn gà. Vì thế cái khó ở đây là cái nguồn thức ăn. Mà cái nguồn thức ăn đó cả nhà, nếu anh chị nào mà địa phương mình ấy, có sẵn thì em không nói, ở đây là người ta cũng không có nguồn thức ăn sẵn luôn, không có lúa, không có gạo trong nhà, mà chắc chắn là phải đi mua ngoài rồi. Mà mình nuôi chẳng ai bán chịu cho mình hết, nên đấy cũng là một cách cản trở những anh chị mình muốn nuôi chăn nuôi gà để kiếm thêm thu nhập. Thì bây giờ mình cũng chia sẻ cái cách chăn nuôi rất là đơn giản nhưng mà cũng cực kỳ hiệu quả, giúp cho anh chị mình không có tiền, ít vốn nhưng mà vẫn chăn nuôi thành công. Và với cái cách này các anh chị chỉ cần bỏ công ra một năm thôi, chỉ cần một năm anh chị đã có được một bầy gà để nuôi và cũng có được một số vốn nhất định để mình phát triển đàn gà. Thì cái cách mình như sau cả nhà, thì như cả nhà mình cũng biết đó, khi mình không có vốn, mình không có tiền thì mình phải nuôi ít. Thì các anh chị mua cho em 10 con gà thôi, trong đó có 9 con gà mái và 1 con gà trống. Và các anh chị là người mới nuôi, các anh chị mua gà cho em con gà như thế này, anh chị 1 tháng tuổi 30.000 một con, người ta đã làm tất cả vaccine cho các anh chị rồi, các anh chị chỉ về nuôi thôi. Với 10 con gà trong đó 9 mái 1 trống cả nhà, thì như tới đây là cả nhà đã biết ý đồ của em là gì, mục đích rồi, là mình muốn nuôi gà đẻ cộng với trống để thụ tinh những con gà đẻ đấy, để mình cho ra một bầy gà con mình làm vốn cả nhà. Thì với cái hình thức nuôi như thế nào cả nhà, với 9 con gà đẻ và 1 con gà trống đó, mình nuôi bình thường. Nếu nhà nào có vườn thì mình thả vào vườn cho con gà nó đào bới thức ăn ở ngoài, cộng với cái số lượng rất là ít như vậy thì nó chỉ cần ăn cơm thừa của mình là được rồi, nên thành ra cái nguồn thức ăn mình không lo cả nhà. Còn nếu anh chị nào mà không có vườn rộng thì mình có thể làm chuồng, một cái chuồng có diện tích rất là vừa vặn thôi, 15-20 m² gì đó, tùy cái điều kiện của anh chị muốn chị nuôi. Thì cái nguồn thức ăn nó cũng vậy, chỉ cần cơm thừa canh cạn là được, thì 10 con là cũng chẳng xin nghe bao nhiêu đâu cả nhà. Thì đấy là cái hình thức mình nuôi như vậy. Thì trong thời gian các anh chị nuôi như thế thì các anh chị vừa học hỏi được cái kinh nghiệm nuôi, các anh chị vừa hiểu được cái con gà và biết cách được chăm sóc con gà. Thì có 10 con rất là dễ nuôi. Thì sau quá trình nuôi khoảng 6-7 tháng, thì mình cho ăn đơn giản em nghĩ là phải tầm 8 tháng, thì con gà mình bắt đầu đẻ cả nhà. 10 con, 9 con gà mái kia nó sẽ đẻ ra trứng, thì em bình quân mỗi con là sẽ đẻ 10 quả, là 9 con là các anh chị sẽ được 90 quả, và cộng với con gà trống cho nó sẽ thụ tinh cho 9 con thì các anh chị sẽ được 90 con gà con. Sau 8 tháng nuôi các anh chị sẽ được 90 con gà con, và bây giờ các anh chị mới chính thức bắt đầu là nuôi gà. Lúc đầu là mình chỉ nuôi đam mê, nuôi học hỏi thôi. Sau 8 tháng bỏ công, bỏ sức đi đường vàng, thì mình không có tiền, mình phải đi đường vàng thôi các bạn nha. Thì mình đã có 90 con gà con. Thì với 90 con gà con này, cộng với kinh nghiệm đã từng nuôi 10 con gà, 9 con gà mái và 1 con gà trống ra, cộng với kinh nghiệm anh chị học hỏi ở những người xung quanh, các anh chị phải cố gắng nuôi 90 con gà con này cho nó sống sót. Cho nó sống sót, nó sống sót. Thì trong thời gian bắt đầu mình nuôi những con gà con này, thì những con gà mái kia nó phải tiếp tục đẻ nữa, đúng không cả nhà? Nó lại phải tiếp tục đẻ nữa. Và để, và khi tới thời điểm này nó đẻ, các anh chị lấy cái trứng nó, nếu các anh chị muốn nuôi tiếp gà con thì các anh chị để trứng nữa, nhưng bây giờ mình không có tiền thì mình phải lấy cái trứng đó anh chị, mình bán đi,
À, mình bán đi để mình làm gì? Mình lấy cái tiền đó mình làm cái nguồn thức ăn cho 90 con gà con lứa đầu như vậy. À, như vậy. Thì để nuôi gà con ấy, các anh chị phải cần 5 tháng, 4, 5 tháng nó mới lấy. Thì trong vòng 5 tháng đó, các anh chị cũng lấy cái trứng của những con gà mẹ đó, cứ đẻ ra, các anh chị bán, đẻ ra anh chị bán để lấy cái nguồn thức ăn cho những con gà con, 90 con gà con kia. Thì trong quá trình 5 tháng kia, con gà sẽ lớn lên. À, và các anh chị sẽ có được lứa gà đầu tiên, và các anh chị có được cái thu nhập. Và mình cũng chia sẻ các anh chị luôn là tới thời điểm này các anh chị đã bán được 90 con gà lứa đầu tiên, nhưng mà các anh chị cũng chưa bao giờ bỏ được một ngàn đồng nào ra luôn. Vì sao? Vì cái nguồn thức ăn các anh chị tận dụng những cái quả trứng của 9 con gà kia trong vòng bốn đến 5 tháng đó, nó cứ đẻ ra là anh chị cứ bán thôi. Mà trứng gà bây giờ là cứ 4 ngàn một quả là các anh chị biết. Thì thành ra nó đủ dư tiền để cung cấp cho 90 con gà kia ăn nguồn thức ăn. Thì sau này các anh chị bán ra 90 con gà thịt đấy, các anh chị bán cứ một con bây giờ một cứ ăn tính là một ký là 100 ngàn, bình quân các anh chị sẽ nuôi một con 2 ký, là 9 con là 90 con nhân cho 2 ký là 180 ký, các anh chị bán 100 ngàn. À, thì các anh chị biết mình có bao nhiêu tiền đúng không ạ? 90 con mình nhân cho mỗi con 2 ký, à, là 180 ký, mình nhân cho cái giá thị trường là 100 ngàn, là anh chị được 18 triệu. Như vậy tổng sau một quá trình nuôi từ con mẹ đẻ ra con, à, hơn một năm trời các anh chị đã có được 18 triệu tiền vốn. À, thì khi mà được có số vốn như vậy các anh chị thì mình có thể tái đàn, mình có thể nâng cao số lượng lên, làm chuồng trại nó bài bản ra. À, khi đó mình bắt đầu thực sự phát triển kinh tế về nghề chăn nuôi. À, thì đấy là cái cách của những người ít tiền hay làm, và đặc biệt cái cách này gia đình mình hay làm đấy cả nhà. Mẹ mình là người đã làm như thế. Cái cách này nó có một cái nhược điểm cả nhà, đó là rất là lâu. À, nó không hợp cho những người thiếu bền chí. À, nhưng nó có một cái ưu điểm là giúp mình nâng cao tay nghề từ từ, đi từ nhỏ lên lớn, tránh rủi ro cả nhà. Khi mình nuôi, lúc đầu mình nuôi số lượng ít cả nhà, nếu biết cách chuồng trại sạch sẽ gần như bệnh tật là không có cả nhà, vì số lượng ít rất hiếm bị bệnh. Và đấy là mình chia sẻ như vậy. Đây là cái chia sẻ một cái quan điểm cá nhân, những cái gì bản thân mình đã thấy với gia đình mình thì mình gửi đến tất cả những anh chị. Những anh chị chắc có lẽ cũng có những người có những chung một cái niềm gọi là muốn làm kinh tế, muốn kiếm thêm thu nhập, nhưng vì cái điều kiện mình nó không có, à, có thể áp dụng cái cách này của em. À, thật sự cái cách này nó rất là dài hơn, nó là cả một quá trình, nhưng mà các anh chị phải xác định chăn nuôi không thể ăn sỏi được, chăn nuôi phải có một lộ trình. Muốn thành công anh chị phải trải qua những cái khó khăn. À, khi mình không có tiền thì mình càng phải khó khăn và cố gắng gấp bội người ta để mình đạt được một con số mơ ước, giúp cho cuộc sống mình càng ngày nó càng phát triển hơn. Thì trên đây là những gì em chia sẻ như vậy, thì cũng em cũng xin kết thúc cái video tại đây cả nhà.